Thích Minh Tuệ vẫn chưa xác định thời gian dự kiến về việc bộ hành khất thực của ông trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông cũng đã lên một số kế hoạch về việc tu tập của mình. Dù mong muốn trong thời gian tới được tiếp tục tu hành, nhưng trong trường hợp nếu người dân vẫn tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, thì ông Thích Minh Tuệ sẽ lựa chọn địa điểm để an trú. Bây giờ như ở một cái trú xứ nào đấy, một cái núi nào đấy, cái hang đá nào đấy hay cái gì rồi mình xuống gần làng đó mình khất thực cho người mình tu hành cho mình thôi. Có cái trú xứ an ổn thì điều kiện đó thì mình cũng cần như thế để mình học tập. Người tu họ cũng có cái thời gian an ổn, khi nào cần thiết thì mới bộ hành, còn khi nào không cần thiết. Nhưng mà bộ hành thì được yên tĩnh giống như 6 năm trước, không có ai đi theo như thế này, bộ hành đâu nói gì đâu. Theo dự kiến của ông Thích Minh Tuệ, khi đi hết tất cả các địa phương trên cả nước thì ông sẽ dừng chân ở một khu vực nào đấy, khi nào thuận lợi vài năm sau mới đi một lần, chứ không phải lúc nào cũng bộ hành. Ông Thích Minh Tuệ cũng chia sẻ thêm, chỉ khi không còn tình trạng người dân tụ tập đông người, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông thì ông mới tiếp tục bộ hành, còn không thì ông sẽ không bộ hành đường dài nữa, mà chỉ an trú ở khu vực nào đấy và sẽ khất thực ở khu vực gần. Đồng mạng cùng an tâm, đúng không ạ? Mình sẽ không có nói về cái vị cái trí thì gì hết. Cái đó thì thời sự người ta cũng đưa tin được mà. Dạ. Và thời sự đưa hoàn toàn sự thật 100%, đúng không anh? Dạ. Dạ vâng, đấy. Thế thì cả nhà cứ an tâm nhé. Anh Thìn, em ruột của thầy, thì mong cả nhà đừng có tin những cái kênh mà đưa những cái tin nó thế này thế nọ quá, nó gây hoang mang dư luận, rồi thậm chí là có những cái tổ chức nó chống phá chính quyền các thứ. Cho nên là hiện tại đấy, em vừa rồi em có chia sẻ rất nhiều, và bây giờ có thêm cái lời nói của anh Thìn là 100% nó sự thật. Những gì VTV1, VTV24 thứ đưa là hoàn toàn chính xác. Thầy đang rất là mạnh khỏe và an toàn, có nơi tu tập đầy đủ, đúng không anh? Dạ vâng, đấy, em cảm ơn anh Thìn rất là nhiều. Cũng ngại lắm, từ sáng giờ em không có dám quay đâu. Đảm bảo để học tập theo lời Phật dạy được, không có người dân đông như thế, hay là những cái việc mà không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông xã hội, thì con vẫn học tập ở ngoài, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà vì cái đó thì giờ mình cũng cái nguyện vọng học tập của mình mà giờ họ ra làm ách tắc mình đi không được, thì mình cũng vào cái tình hình hoàn cảnh như thế thì mình cũng nên dừng. Con cũng mong muốn khi mình đi ra đường hay cái gì thì mọi người đừng có tập trung như thế để làm ảnh hưởng, để buộc mình để không học được nữa. Theo họ để quay phim hay làm những cái việc như kiếm tiền hay là những cái gì đó, hay là những cái đấy thì nó lại không phù hợp. Mới đây thì gia đình ông Lê Anh Tú cũng đã có đơn đề nghị gửi các cơ quan chức năng xử lý những trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến ông Lê Anh Tú và gia đình ông. Việc tu tập thực hành. Xin chúc mừng cho sự bình an của thầy, và cũng xin chúc mừng cho những cái kênh mà quay clip rồi nói xấu chính quyền, rằng là ép thầy, chính quyền ép thầy, bắt thầy gỡ kênh đi nha. Trời ơi, mình ở cái đất nước Việt Nam mà mình không tin vào cái cách xử lý của cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương nữa thì thôi luôn á. Thật ra em đã biết cái điều này từ ban đầu rồi, và em biết rằng là cái tình trạng này thì sớm muộn gì nhà nước cũng sẽ đứng ra xử lý. Nên là cái đêm ngày 2 tháng 6 á, thầy được lực lượng chức năng cũng như là chính quyền địa phương tại Huế hỗ trợ đưa đi ẩn tu như ý nguyện, cũng như là hỗ trợ cho thầy làm căn cứ công dân rồi. Thì em luôn tin. Bởi vì sao? Bởi vì cái sức ảnh hưởng của thầy Minh Tuệ á, nó không còn ở trong nước nữa, mà nó đã lan rộng ra toàn thế giới rồi. Nên mọi người cứ nghĩ vậy nè, bây giờ cái sức ảnh hưởng của thầy nó đã lan rộng rồi, hiện tại thầy chưa làm gì sai, thì chẳng có lý do gì chính quyền cũng như là cơ quan nhà nước phải bắt thầy hết á. Ở đây là cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương đang bảo vệ cho thầy. Mọi người nhìn trên clip á, mọi người cũng thấy là cái lượng người đi theo rất là đông, và nhất là youtuber, tiktoker đi theo quay thầy ngày lẫn đêm, live stream ngày lẫn đêm. Thầy không có thời gian để mà ăn ngủ nghỉ luôn, thì sức khỏe đâu, thức sức khỏe đâu để mà đi tu tập. Rồi chưa tính nữa những cái người mộ đạo đi theo, những người mộ đạo đi theo quá đông, gây ảnh hưởng mất trật tự, mất an ninh. Nên á, cái đêm ngày 2 tháng 6 á, em tin rằng đó là một cái đợt thanh lọc lại tất cả những vị nào đi tu giả, đi theo giả tu
dựa hình ảnh của thầy Minh Tuệ có mục đích riêng, thì sắp tới đây những cái người đó đó họ sẽ hoạt động như thế nào, mọi người có nhìn thấy được liền là cái người đó tu thật hay tu giả. Và tại sao lực lượng chức năng người ta rải những cái vị sư đó ra như vậy? Vì sao? Đó nó cũng coi như là một phần thử thách đi. Nếu ai thực sự là cái con người mà muốn đi tu, thật sự muốn đi tu cùng thầy Minh Tuệ thì sẽ lập tức tìm tới thầy, còn không á thì sẽ tản ra đi về nhà và làm việc riêng dựa trên cái hình ảnh đã có. Rồi, cái tiếp theo và cái quan trọng hơn nữa là nó là một phần sạc lập lại, để sàng lọc lại tất cả những cái thành phần mà chống phá phản động, chống phá nhà nước. Bởi vì sao? Ngay lập tức trong cái đêm 2 tháng 6 á, thầy được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi ẩm tu á, thì ngay lập tức tối đó thôi đã có những cái clip, những cái thông tin nói xấu chính quyền, rằng là chính quyền nhà nước không tôn tự do tín ngưỡng của người dân, rồi thầy Minh Tuệ là một vị thầy tu thôi mà làm gì mà phải đưa 5-6 người vô ép bắt này kia các kiểu, nói xấu chính quyền, nói xấu nhà nước. Đây là đợt thanh lọc thôi. Và tiếp theo là thanh lọc cái gì? Thanh lọc những cái thành phần YouTuber, TikToker động dựa trên hình ảnh của thầy để xuyên tạc chống phá nhà nước. Đó, mọi người cũng nhìn thấy rất là rõ mà. Bởi vậy bản thân em luôn luôn tin tưởng vào cách xử lý của chính quyền nhà nước cũng như là lực lượng chức năng tại địa phương. Em luôn luôn tin tưởng, bởi vì không có một cái đất nước nào mà bảo vệ dân như Việt Nam hết á, mà cũng chẳng có cái đất nước nào đáng sống như Việt Nam á. Thứ nhất, rất là hòa bình, rất là yên bình, luôn tôn trọng người dân. Bởi vì sao? Mình không cần nói chi xa luôn, mình chỉ cần biết rằng là thầy bây giờ có sức ảnh hưởng rất lớn rồi, nên á nhà nước không có thể nào làm cái gì có thể qua mặt được hết. Nên là chẳng có cái lý do gì á mà để cho cái bọn phản động nó đứng lên nó xuyên tạc ở đây hết á. Đó, mọi người cứ nhìn theo đi, đám đông đi theo như vậy á, thì tại tới Huế mà đã đông như vậy rồi thì kéo thêm mấy tỉnh vào tới thành phố Hồ Chí Minh thì đã đông cỡ nào. Nhưng mà có thật chắc đi theo đó là mộ đạo hay là đi theo đó là những vị thầy tu thật tâm thật tình không? Thì tới Huế đã quá đông rồi, đã quá đông rồi thì bắt buộc phải thanh lọc thôi. Nhưng mà nhà nước làm như vậy thì em lại cảm thấy rất là cảm ơn. Bởi vì sao? Thanh lọc như vậy và xử lý như vậy bảo vệ cho sức khỏe của thầy. Mọi người cũng thấy mà, thầy cũng nói là thầy đâu có muốn mọi người đi theo như vậy đâu, thầy đang đi học tu mà, còn đi theo như vậy á đến mà đi vệ sinh cũng không đi được. Nên là bản thân em cho tới thời điểm bây giờ thì em luôn tin vào cách xử lý của nhà nước. Thì em cũng chỉ mong một điều như thế này nè. Tại vì sao? Em thấy rất là nhiều bạn úp lên nói là từ bây giờ sẽ không bước ra ngoài Huế du lịch nữa. Không có. Có thể rằng là cái cách xử lý đó nó quá nhanh gọn lẹ, làm cho mọi người á không nuốt kịp, không chấp nhận kịp, nên mọi người cảm thấy rằng là cái đó nó không đúng. Nhưng mà mọi người thấy đi, cái câu trả lời của mọi người bây giờ là kênh chính thống VTV1 đã trả lời cho mọi người rồi, có đúng không? Và hiện tại là các kênh YouTuber, TikToker đang hiện tại vẫn đang làm phiền gia đình thầy, cha mẹ thầy đó. Nên là thôi, mọi người cứ ra Huế du lịch nha. Nha mọi người.